Hello, hello. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh EDM của Thành. Thanh à, Thành là tiếp tục giới thiệu mọi người một chủ đề rất hot đó là về bên Network cũng như uh, những uh, giao dịch từ đồng bi đổi ra hàng hóa thì chiều hôm nay thanh tiếp tục giới thiệu mọi người một số cái giao dịch rất là hot liên quan đến việc um, đồng thuận giá bi và đổi bi ra hàng hóa ở à một số nơi trên thế giới mục đích của video làm lớp giúp chúng ta lan tỏa đồng bi và giúp chúng ta có um, giúp cho bi phát triển và còn phát triển hơn và giúp cho Nikolas uh, Nicolas cũng như Bitcoin sẽ có mức giá đồng thuận bi được cao hơn cái nội đầu tiên thay muốn nói đến một người đó là ở uh, một cái tích như sau bạn là Kakasa Tao chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra chúng là chất độc gì đó là một biệt thự tôi có thể mua với giá 300 bi à, một biệt thự tôi có thể mua với giá 300 bi hả tin điều đó đây uh, mua bán giao dịch một biệt thự có giá 300B Đây có phải là có một tin sự thật hay không Nhưng mà nếu một bậc thự đó là một biệt thự Tôi có thể mua với giá 300B Họ tin điều đó Tức là có một đều là đồng chí này muốn nói là Có thể mua một biệt thự có giá 300B Chúng ta xem Đúng Đó là ý muốn của mọi người Nhưng chúng ta di chuyển trong cộng đồng nhận ra giá cỏ và giá trị của bi đồng thời thời điểm này là mục tiêu bây giờ đừng thiền một cái gì đó ở bản thân đừng nhìn tuyệt vời mà ngược lại không có linh hồn cộng đồng đánh giá cao giá cỏ và giá trị của bi một cách hợp lý tức là người này muốn nói là giá trị của một cầu biệt thu biệt thự có thể là 700 bi và trong ảnh này là hai chiếc iPhone giá là 700 b mọi người tổng hai chiếc iphone là giá 700 b và một bạn một uh, cái đồng chí này một cái biner là muốn mua một biệt thự đó là một biệt thự tôi có thể mua với giá 700 b họ tin rồi đó tức là khi nhìn thấy cái giao dịch 700 b à, mua hai chiếc iphone đây thì um, một biner đã thốt lên rằng tôi có thể mua biệt thự với giá 300 b đó là nội dung của tiết này. Chúa ơi, nó là quá rẻ. Họ cố tình thực hiện các giao dịch đó để tránh bị nghi ngờ rằng họ đã bán và mua bi. Điều này đã bị cấm trong binance kèm theo. Và tôi có một câu hỏi làm sao chương trình có thể chắc chắn liệu bất kỳ giao dịch nào là dành cho hàng hóa và dịch vụ không? Chúng tôi liên tục nhắc nhở mọi người hãy giữ lấy số bi của bạn và đừng nói rằng bạn sẽ dễ dàng thoát khỏi nó Chúa A bạn sẽ biến rất nhiều điều trong tương lai bí mật về số B vẫn chưa được tiết lộ vì vậy hãy nắm giữ nó tức là một số um, Bionia mong muốn là mọi người hãy giữ lại B dù bất kỳ giá nào rất đắt B có thể được khai thác 13 B mỗi tháng với tốc độ khai thác cơ bản trăm B có thể được khai thác bởi một thợ mỏ duy nhất trong 53 tháng họ thật sự bán hàng từ đâu bán từ mạng thử nghiệm hay mạng chính tức là một Bionia muốn hỏi là bán từ đâu một cái chiếc, hai chiếc iPhone giá 700B thì số tiền đó đủ chúng ta mua một biệt thự. Đó là cái là um, comment, cái là uh, đánh giá của một Bioneer. Bạn không cảm thấy mệt mỏi khi gửi những thông tin xe lệch này mỗi ngày. Bọn đang cố lừa ai? Tức là một cái uh, Bioneer muốn nói là cái uh, Bioneer trên này đó để gửi thông tin xe lệch. Thành chí quan tâm là cái giá cả của hai chiếc iPhone này là 700 trăm mọi người. Đây là một cái giá cả hơi gọi là đắt đỏ nhưng cũng là một sự đồng gọi là đồng thuận nên chúng ta cũng trân trọng điều đó. Không bao giờ tôi không nghĩ một một Bitcoin mà tôi không thể sử dụng show 1 bay trên iPhone Pro Max Tao cũng không thể sử dụng một show 1 bay trên Tức là một bay cho iPhone Pro Max Đa phần cộng đồng là, là thấy điều này là quá Quá rẻ Giá trị của bay quá rẻ trong trường hợp này 372 chiếc iPhone Pro Max là quá rẻ Bạn đùa tao đấy à Đây này 700 bay cho hai chiếc điện thoại cười tôi đã thấy nó thật nực cười tôi đã thấy nó tôi muốn mua với giờ bay đây một số bạn nói tôi có bay muốn trao đổi với bạn bạn sẵn sàng chứ một cái tích uh, nhỏ thôi nhưng mà rất nhiều cái cái comment rất nhiều cái cái comment của billionaire nghĩa là họ không đồng tình với giá hai thêm một chiếc iPhone Pro Max và giá 300 p thì cái tin tức đầu tiên thành muốn nói đến là hai chiếc iPhone được trao đổi được đổi bởi 700p b. thông tin thứ hai thành muốn nói đến một người đó là một giao dịch giá cả rất tuyệt vời tức là bay được tầm thuận với giá 314 k 314 nghìn và đó chính là cái một chiếc laptop HP đã được bán cho một billionaire hạnh phúc với mức giá 314 đây tức là một chiếc máy HP đây được laptop uh, HP được bán với giá là 314 000 đô 314.000đ. Uh, chắc là 31 bay ấn với giá 314.000đ mọi người. Đây là một giá mình nghĩ là hy vọng nó đạt được tới. Nếu đạt được tới thì đúng là chúng ta quá tuyệt vời. Đó. Giá trị của bay nó sẽ 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 vượt qua cả Bitcoin nếu đạt được có giá trị này. Một thông tin tiếp theo thêm một đề người đó là họ kết hôn với nhau vì mạng số bay tức là một cái cặp tình nhân họ đánh bể với nhau hạnh phúc với nhau vì họ đã có một chung quan điểm đó là họ, là họ là, là những người đầu bay họ thề sẽ luôn trung thực và nhất quán trong việc khai thác hàng ngày của họ họ tin rằng mạng bay là tương lai của họ họ tin rằng B sẽ là tương lai của họ tức là một cặp và chồng họ đánh với nhau từ cái tình yêu B và họ tin rằng B sẽ là tương lai của họ đây là một cái tích cũng khó là hay chúng ta xem những cái tích những comment nhận xét về cái trường hợp này chúng tôi luôn nhắc nhở mọi người hãy lấy lá số B của họ. Và đừng nói rằng bạn đã dễ dàng thoát khỏi nó. Chú ơi, bạn sẽ biết rất nhiều điều trong tương lai. Bí mật và về số pi vẫn chưa được tiết lộ. Vì vậy, hãy giữ lấy nó. Chúng ta có thể không. Số dư 4. Nguyên cộng số dư Để thành dịch là tiếng Việt mọi người xem. Người lưu ấy là có những cái câu nó hay ngô nên mình đôi khi mình nói nó không được á lắm nên không người thông cảm. Chúng ta có thể không số dư 4 nghìn cộng. Có đủ không? Vẫn còn 1 nghìn cộng bay được nhốt trong 3 năm. Thật tuyệt vời. Mạng bay là tiên leo của họ và tiên leo của chúng ta. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mạng bay. Tôi nghĩ tôi đã mua một người vợ bé số bay. Quá tuyệt vời Có thể coi bây là nhất Quả đắt luôn Chưa bao giờ thấy điều gì như bây Đẹp làm sao Chúc phúc cho người bạn nước ngoài Có thể nó Nó sẽ kéo giờ cho đến Obama Họ kết hông vì số bi mọn Và tình yêu vì số bi mọn Là một câu chuyện tình lãng mạn Và mới lạ Tức họ đánh với nhau về tình yêu bi hà tận hưởng cuộc hôn nhân của bạn tuyệt hoàn hảo và đa phần có cái tích trả lời comment nó đều đồng tình đều chúc phúc cho cặp vợ chồng này và họ mong muốn họ hạnh phúc lâu dài từ một cái đồng quan điểm họ đã đánh với nhau vì tình yêu bi rồi tích cuối cùng thì muốn nói một người đó là có một bữa sáng ở Malaysia với giá là một bi bằng 314 314 đô này thì bạn người ta đồng thuận với giá này và để bán một bữa sáng cho bạn một bữa sáng này rất tuyệt vời một ly sữa và một thứ những thứ này thì giá không phải không không bóng bi quá chư là tuyệt vời một bữa sáng ngon lành hoa lá cành <laughs> với giá trị rất là tuyệt vời của bi và tin tức thứ tư là một buổi sáng ở Malaysia được thanh toán bằng bi với giá đồng thuận 314 đô la cho một bi và một buổi sáng ở Chi mắc là 0,004 bi Đó là thông tin thứ tư thầy muốn nói đến một người. Xung quanh cái thông tin này thì có một số thông tin comment chúng ta thành sẽ đọc một số comment để hỏi một người ha. Tao thích this country đó là quốc gia nào? Malaysia đó là quốc gia Malaysia tức là một viewer muốn hỏi là quốc gia nào mà nó có cái bám buổi sáng này? Đó là cộng đồng đêm mưa đã nói nhưng tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhốt. Ta vẫn cầu đó không phải người kiếm trên là gió đến chủ công, chỉ có kiếm qua hồng đổi hàng có thể gian lận tiêu tiêu bạch không hiểu miếng bánh mà là người không nhịn cái bánh. Tức là anh chờ này là bị thoát khỏi cái nhóm này và anh cũng hơi bất tức. bọn nó nhìn thái đều ở đâu trong điều này ở đâu điều này ở đâu đó là một bữa ăn gì bọn ăn gì <laughs> bọn ăn sao <laughs> Nên hỏi là bạn ăn sao như vậy chúng thành ra lướt qua bốn cái thông tin quan trọng và rất hot trong buổi chiều ngày hôm nay bốn thông tin để nói là những cái giao dịch về bay Có giá đồng thuận Cũng tương đối Ví dụ một chiếc iPhone iPhone 13 Pro Max Thì giá cũng phải là 30 30 triệu Nếu mới ra là 30 triệu Giá là 350 bay 350 bay mọi người Thì việc trao đổi này giá này là vào thời điểm này thì ở Việt Nam ta là giá hợp lý rồi vì bây chưa có giá trị mà và thứ hai nữa là một cái máy tính bảng hiệu HP à, một máy, một laptop HP được bán với giá là 0,00477 b mức giá đồng thuận là 114 đô la 1 b 114 nghìn đô la một bay. Một thông tin tiếp theo là một cặp đôi để đến với nhau xuất phát từ họ chung quan điểm đó là họ đều đầu bi và có tình yêu tuyệt vời đối với bi cầu chấp cho họ được hạnh phúc tiếp tục là một thông tin tiếp theo là một buổi sáng ở Malaysia được đồng thuận với giá không phải không không quá tuyệt vời Vậy đó bốn là một nội dung của video trong ngày hôm nay và phần cuối cùng trong ngày hôm nay là Thanh xin giới thiệu một mọi người là Thanh có sản phẩm đó là cây Internet Download Manager thì cái Cây này có hai loại, cây bản quyền 1 năm và cây bản quyền trọn đời Nếu chúng ta mua cây bản quyền 1 năm thì chúng ta sẽ uh, chỉ mất 250k và cây bản quyền trọn đời thì ta chỉ mất 450k 450k rất là rẻ Đổi lại thì chúng ta sử dụng phần mềm IDM một cách hoàn hảo nhất không có lỗi lầm không cai hoàn toàn chất lượng và thanh chính thanh có giá ý quyền bán cây chính hãng của chính nhà sản xuất cây tức là công ty Tonet của Mỹ đó là thành có một cái giấy quyền để lấy ủy quyền bằng online nên mọi người mua cây ở thanh thì mua yên tâm Thanh không luôn luôn lấy chi tính làm đầu và thành quả nó bán cây này cho nhiều bạn và chúng ta không có vấn đề gì thắc mắc cũng không có gì những lỗi gì về cây hay mà lưu ý là khi chúng ta sử dụng cây đi mà thì chúng ta tuyệt đối chúng ta chỉ kết hợp trên một máy duy nhất không được kết hợp từ máy thứ hai trở lên nếu không chúng ta sẽ bị khóa cây ngay lập tức EDM vì Ndma không sản xuất cây cho nhiều máy mà chỉ sản xuất cây cho một máy mà thôi xin mời mọi người đã theo dõi video về bóng nội dung trong ngày hôm nay liên quan đến việc đồng thuận mua bán, à, đồng thuận trao đổi bi để lấy có các mặt hàng ví dụ như là iPhone, hay là một chiếc laptop, hay là một bữa ăn sáng. Qua tình yêu bi nảy sinh, tình yêu hôn nhân đã nảy sinh từ cùng từ chung quan điểm là tình yêu bi cũng đã được gửi đến qua video này.